Gần đây con thấy các câu hỏi được ba sư trả lời, vậy xin được hỏi sư về kinh nghiệm thực tế tu tập. Có điểm chung và khác gì trên con đường tu tập của ba sư không, hoặc vì các hành giả hay nói rằng phải chọn một pháp môn phù hợp với căn cơ, với vấn đề, với sự tham ái mà mình đang gặp phải và tu tập, chứ không nên tu tập tràn lan toàn bộ các pháp môn, là có đúng không? Các pháp môn, con đường tu tập riêng đó, các vị sư phụ của các sư chỉ điểm, hay do quá trình đọc kinh sách các sư cảm thấy phù hợp với mình và chọn, hay là trong quá trình thực hành thiền định mỗi ngày các sư cảm thấy cái nào phù hợp thì giữ lại, cái nào không hiệu quả thì bỏ. Nếu Phật tử tại gia chúng con không có sư phụ nào chỉ dạy hàng ngày thì việc có khả năng tu sai đường, bị đi vào tẩu hỏa nhập ma không? Và chúng con làm cách nào để chọn được pháp môn vừa đúng pháp, vừa phù hợp với mình? Vì quả thật Tam Tạng kinh điển quá sâu rộng, khó mà có thể trong một đời mà tu tập toàn bộ các pháp hành được dạy trong kinh điển. Thưa với quý vị đó, sư tóm gọn lại thôi, là làm sao để mà lựa chọn cái phương pháp thực hành phù hợp nhất với mình. Với sư thì sư có hai lời đề nghị. Một là chúng ta có thể thử qua, ví dụ như tham gia những cái khóa thiền, ngay cả đó trong cái việc là hành thiền tứ niệm xứ, thì mỗi một vị thầy hướng dẫn sẽ có một phong cách khác nhau dựa theo cái hiểu của vị đó đối với tứ niệm xứ. Sư không nói là sai nhé, nhưng mà cách nhìn khác nhau nó dẫn đến là cách thực hành á, nó cũng sẽ có một vài điểm sai biệt. Nó giống như vậy nè, một bây giờ á, mình có rau nè, có củ, có quả, thì á, mỗi một vị đầu bếp khác nhau sẽ chế biến một cái món ăn khác nhau, cái mùi vị hương liệu khác nhau, nhưng mà nó chỉ cần nó vẫn có rau có củ quả là được. Cho nên là mình có thể thử qua. Và cái thứ hai á, là mình học giáo lý. Sư vẫn khuyên quý vị là nên đi học giáo lý. Với sư, cái người Phật tử mà đủ chuẩn thì ít nhất phải học qua là một cái bộ kinh, hoặc là trường bộ, hoặc trung bộ, hoặc tương ưng, hoặc tăng chi. Khi quý vị học qua được ít nhất là một bộ rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan, và chúng ta có thể nắm được là phương pháp nào á, là phù hợp với mình. Và sau đó mình thực hành, mình trải nghiệm và mình đưa ra cái cách tốt nhất. Giống như sư vẫn đi tham khảo các cái trường phái thiền tứ niệm xứ của những cái vị của những cái dòng thiền nổi tiếng đó. Nhưng mà sư thì sư lại quan trọng hơn là những gì được nói ở trong chánh tạng. Và sư thì sư lại có khuynh hướng là căn cứ ở cái mà sư hiểu ở trong đó. Cho nên là cái cách hành thiền của sư thì nó cũng sẽ không giống với cách hành thiền của những vị khác. Ví dụ như quý vị sẽ theo dòng Mahasi, theo dòng Pa Ao đó, thì mỗi một dòng sẽ có những cái cách nó sẽ hơi khác nhau. Và cái thứ hai á, là cái chuyện hành thiền thì sư xin thưa là phải có thầy, ít nhất là thời điểm ban đầu. Bởi vì á, nhờ có vị thầy vào thời điểm ban đầu á, mình biết được vị thầy đó sẽ cho mình một cái khung sườn. Nhờ cái khung sườn đó đó, mình mới có cơ sở để mình tiếp tục mình mày mò. Còn nếu không á, không có cơ sở á, thì mình rất dễ tu sai. Và sư cảnh báo quý vị là cái chuyện mình tự học tự hành rất dễ đưa đến sự ảo tưởng. Sư đã gặp nhiều trường hợp ảo tưởng lắm rồi, mà đến cái mức độ là sư lười, sư không muốn nói nữa. Cho nên á, là phải thực hành cho đàng hoàng, ngon lành, nhưng mà phải có thầy đó. Và một cái điều nữa là pháp hành á, thì nếu như mà mình biết giáo lý á, mình gom lại thì nó không nhiều như quý vị tưởng tượng.
Đúng là pháp hành thì rất là thâm sâu, sư không nói cạn nha, rất là thâm sâu. Nhưng nếu mình sẽ đếm trên đầu ngón tay, nói về số lượng á, thì nó không nhiều như là quý vị tưởng tượng đâu. Sư nói nè, bây giờ pháp hành á, có hai, chỉ và quán. Ha. Nhưng mà chỉ thì cũng là để phục vụ cho quán. Và trong thiền chỉ á, là cũng có các cái đề mục thiền định, casina nè, rồi quán tử thi nè, tứ vô lượng tâm nè, rồi đề mục tùy niệm thân nè, rồi các đề mục tùy niệm nè đó, rồi còn vào đến cái thiền quán là mình có tứ niệm xứ, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Nếu như mình nói chỉ đếm trên đầu ngón tay đó thì không có số lượng, không có nhiều như là mình tưởng tượng, nhưng mà thâm sâu thì đúng, sẽ công nhận là thâm sâu ha. Cho nên là quý vị yên tâm, đó là lời chia sẻ của sư. Không biết là sư Tuệ Tường mưa đã bớt hay chưa? Dạ, Đức vẫn còn mưa lớn rồi Đức à, vẫn còn mưa lớn rồi Đức, Đức nghe cũng còn rõ đúng không? À, dạ nghe được, dạ nghe được. Mưa lớn quá cho nên Đại Đức và quý vị cũng hoan hỷ. Thưa, để trả lời tuần tự từng câu hỏi, và trong một câu hỏi thì có những cái câu hỏi nhỏ. Thì cái câu hỏi số 1 là có điểm chung và khác gì về cái con đường tu tập của ba sư không ạ? Thưa quý vị là có điểm chung và cũng có điểm khác. Rồi câu kế tiếp là về các hành giả hay nói rằng phải chọn pháp môn phù hợp căn cơ với vấn đề, với sự tham mái mà mình đang gặp phải và tu tập, chứ không nên tu tập tràn lan pháp môn là đúng không ạ? Cái này á mà nói, mình nói là có nên tu tập, mà có nên là nghĩa là không nên tu tập tràn lan các pháp môn là có đúng hay không, thì cái này có đúng và cũng có sai thưa quý vị. Tại vì để biết á là một cái pháp môn đó là đúng hay là sai, có đúng theo lời Phật dạy không á, thì quý vị phải có cái kiến thức nền tảng mà sư Hạnh Tuệ và quý sư ở đây cho quý vị lời khuyên trong rất nhiều bài giảng rồi. Khi quý vị có nền tảng cái pháp vững chắc đó, thì khi một ai nói với quý vị về giáo pháp, quý vị phân biệt đó là chánh pháp hay là phi pháp. Khi một ai đó dạy quý vị về giới, về định, về tuệ, về hành thiền, về cách tu tập thiền, thì quý vị mới phân biệt được. Cho nên là gọi là tràn lan á, cái từ tràn lan ở đây sư không hiểu thế nào, tại vì quý vị biết rồi đó, ngay ở các nước quốc giáo giống như ở Myanmar đi, là có rất nhiều dòng thiền, giống như dòng thiền của ngài Mahasi, dòng thiền của ngài Mô Gốc, dòng thiền của ngài Siêu Minh, dòng thiền và dòng thiền và nhiều dòng thiền của ngài Báo, quý vị. Thì nếu mà chúng ta không có kiến thức nền tảng vững chắc á, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cực đoan. Ví dụ chúng ta tu bên dòng thiền ngài Ba Ốc đó, rồi chúng ta cho là phương pháp ngài Ba Ốc đúng, phương pháp ngài Mahasi sai, phương pháp ngài Môn Gốc sai, phương pháp ngài Siêu Minh sai. Và tương tự như vậy, chúng ta bên tu pháp ngài Mahasi, chúng ta lại phản bác những phương pháp kia là sai. Quý vị hiểu mà. Cho nên là quan trọng nhất đó là cái vấn đề mà cái kiến thức nền tảng mà quý sư hay nhắc nhở quý vị. Thì cho dù quý vị có tu ở trường phái báo, trường phái của ngài Mahasi hay trường phái ngài Suyimin, thì tự bản thân quý vị đều rút ra được những cái tinh túy, những cái kinh nghiệm mà cái nào phù hợp bản thân mình thì mình đó sẽ áp dụng, cái nào mà không phù hợp đó, thì mình bỏ sang một bên vậy mà. Rồi và một cái vấn đề khác nữa mà sư cũng là câu trả lời này để trả lời cho hai cái câu hỏi thứ hai thứ ba luôn, là nhờ cái kiến thức nền tảng đó đó mà quý vị cũng phát hiện ra có những cái phương pháp mà họ hay cái mượn cái từ mà gọi là thiền vipassana nhưng mà lại không đúng là Phật dạy. Ví dụ như là thiền vipassana là não bộ, rồi là thiền hiểu biết đó,
rồi thiền hiện thiền Vipassana hiện đại đó, có nghĩa là họ từ rồi thiền Vipassana theo kinh kinh Nikaya không? Thì quý vị phân biệt cũng mới phân biệt được đó, là cái đó là đúng hay là sai không? Cái điều quan trọng nhất đó, một lần nữa sư cũng xin nhấn mạnh là quý vị phải 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 cố gắng mà học cái kiến thức nền tảng cho nó vững chắc. Và khi quý vị học á, quý vị cũng có sự đó, cái người mà dạy quý vị á, đúng không, là ví dụ quý sư đây, đúng không, thì quý vị cũng có cũng nên đối chiếu cái lời dạy của quý sư ở kinh Nỗ Lực, giống như trong tinh thần mà kinh Đại Bát Niết Bàn mà Thế Tôn đã dạy, chứ quý vị cũng không vội tin mà cũng không vội bác bỏ, đó là cái điều mà quý vị nên làm, đúng không. Còn khi mà nói về cái câu số 3, quý vị có nói về cái sư phụ á, cái sư phụ ở đây quý vị phải hiểu là như nè. Khi mà nói về cái vị thầy mình á, thì mình phải hiểu là có hai cái vị thầy ở trong giáo pháp mình. Thứ nhất là cái vị thầy mà cố định. Vị thầy cố định là nào? Là thế nào? Vị thầy cố định chính là pháp và luật, hay gọi là kinh và luật á, mà chính hay là hay còn gọi là lời của Thế Tôn á, là của Đức Phật á, dạy mình, đó là vị thầy cố định, tất cả là mình phải phải theo cái lời dạy của ngài, đó là vị thầy mà cố định, cái vị thầy mà bất di bất dịch. Còn vị thầy thứ hai á, đây là cái vị thầy bất định, có thể là vị thầy này có thể là thầy giáo thọ của mình, không? Có nghĩa là thầy dạy mình học, hay thầy tế độ của mình, hay thầy y chỉ mình, hay là thầy nương nhờ, còn thầy chỉ dạy những cái điều sai cho mình đó. Thì cái vị thầy á, vị thầy bất định này nè của mình nè, có thể á, trong thời đại này thì cũng có thể đa phần á, có thể là phàm phu hoặc có thể là thánh nhân, nhưng mà giờ xin nói cái cạnh phàm phu đi ha, cho quý vị dễ hiểu ha. Thì phàm phu á, quý vị cũng biết còn những cái phiền não, không? Cái thân khẩu ý vị đó đôi khi có những cái sai lầm, cho nên á là tất cả những cái điều quý vị á, theo vị thầy á, hướng theo vị thầy mà bất định á, thì quý vị á, đều phải quay về đối chiếu với vị thầy cố định hết, đó chính là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh và luật. Thì cũng dạ kính thưa, cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây, không biết là để Đức Thành Tuệ có bổ sung gì không. Là những cái lưu ý của chúng ta đó khi mà chúng ta chọn thầy đó. Và do đã đầy đủ rồi cho nên là sư qua cái câu hỏi tiếp